giảm cho cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà mình xem em mới cài Isuki TL2008 tay lái trợ lực hơn cả nhà mình ha, hàng nghĩa địa hơn cả nhà mình ha. Thì nó cũng đã được kiểm định xong xuôi rồi cả nhà, thì em mới lên video cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì bao cho cả nhà mình em nói riêng đét luôn ha, từ A đến Á luôn ha, riêng 99,9% thôi cả nhà mình ha. Bao cho cả nhà mình nước sơn riêng 99,9% thôi ha, chứ không được 100%. Bây giờ nó cũng có một cái điểm sơn lợi ha, chút xíu nữa em sẽ nói cho cả nhà mình nghe cái điểm sơn lợi ha. Còn mình máy rồi tất cả là cả nhà riêng đét luôn ha, nước sơn riêng hoàn toàn từ bảnh về ha cả nhà, từ con tem, từ cái này cái nọ đều riêng hết cả nhà. Thì sẽ dễ em nói tại sao là em nói 99,9%, vì em không thể nào nói 100% được. Thì không thể nào chín bỏ làm 10 được cả nhà. Em nói 100% thì em sẽ bị chửi ha, cho nên là em nói 99%. Một hồi em sẽ nói cho cả nhà biết cái điểm mà em nói đã sơn lại ha, mình có thể trừ em nó ra là 1% đi ha. Nhưng mà còn lại thì rất là đẹp cả nhà, rin đét luôn ha. Từ cái dè nè cả nhà, từ lòng trong cái dè nè cả nhà, mình có thể nhận định là rin hay không ha. Rất là đẹp luôn cả nhà, quá xá đẹp luôn cả nhà mình ha. Bánh trái thì ok con dê luôn cả nhà, 13.6 trừ 24 là thông số lớp của em nói ha. Muốn cái mâm là rin đét luôn, cả nhà mình yên tâm ha. Đây là cái phần đít khui em nói là cả nhà mình ha. Đây, quả đùi rất là to, rất uy tín luôn ha cả nhà mình ha, rất là chất lượng luôn. Sẵn đây em test luôn cái bèn của nhà mình xem luôn ha, chút xíu em gạt cái cần bèn lên cho cả nhà mình xem luôn. Đây, quả đùi rất là to ha, bên trái cũng như bên phải ha. Nước sơn là bao cho cả nhà mình rin một không được 100% cả nhà mình, là 99% thôi. Đây, bèn lên rất là nhanh ha cả nhà mình ha. Đặc biệt nha, em này là em Isuki tên là hai bên ha cả nhà mình ha, hai cái bom bên ha, cho nên là rất là bên rất nhanh và tay lái rất là nhẹ ha. Đó, cả nhà mình có thể thấy cái gọng mui ha, cái chân mui, cái đó là cái điểm sơn lại cả nhà, sơn lại để đi kiểm định ha, cho nên em không nói là 100% là chỗ đó cả nhà, nó 99% thôi ha. Nó rất là đẹp luôn cả nhà mình ha. Bánh trái là quá ok con dê luôn ha, cặp bánh cái là đẹp xuất sắc ha. Đây, phần dè nó cả nhà, rin đét luôn. Nói chung em nói đẹp thì thôi nhé luôn ha, quá xá đẹp. Từ cái yên cũng đẹp nữa cả nhà. Em sẽ quay lên cái phần đồng hồ cho cả nhà mình xem ha, chờ em chút ha. Đây cả nhà, đẹp từng cái yên đẹp ra luôn ha, quá trời đẹp luôn cả nhà mình ơi. Ok con dê luôn. Em sẽ quay cái đồng hồ cho cả nhà mình xem ha. 1380 giờ ha cả nhà mình ha, 1380 giờ là cái số giờ chạy của em nó ha. Em nó chạy tua 15 km giờ ha cả nhà mình ha, tua máy rất là bốc luôn cả nhà. Đồng hồ dầu, đồng hồ nhiệt độ rồi, nói chung em nó cũng hoạt động hết ha, tua máy rất là bốc luôn cả nhà mình ơi. TL2008 ha cả nhà mình ha, tay lái trợ lực ha, Isuki TL2008 tay lái trợ lực. Đây là cái phần gầm nó cả nhà, rất là đẹp luôn. Nước sơn rin ha, bao cả nhà mình rin luôn ha, bao cả nhà mình hàng nghĩa địa ha. Đây, cho cả nhà mình xem kỹ ha, quan sát chi tiết ha. Rất là ok con dê luôn cả nhà mình đây. Bốn cái mâm là rin đét luôn cả nhà mình ha, Isuki TL2008 ha cả nhà mình ha. Một chút xíu nữa thì em sẽ thông báo giá cả trong video cho cả nhà mình biết luôn ha. Cả nhà mình cứ xem bằng ngắm nghía một vòng xung quanh em nói đi ha cả nhà mình ha. Nhìn heo dầu thôi là thấy uy tín cả nhà, rất là đủ uy tín luôn, rất là đẹp luôn ha. Đặc biệt em này xài hai bơm cả nhà mình ha, cả nhà mình có thể thấy hai cái bơm ben đó. Thì một bơm là nó sẽ để cho trợ lực tay lái ha, còn một bơm là để dành ben, dàn ben ở phía sau ha, cho nên là cái tay lái rất là nhẹ cả nhà. Và bơm nâng cái dàn xới lên thì bơm ben lên cũng rất là nhanh luôn. Nói chung xài hai bơm nó rất là khỏe cả nhà mình ơi. Thì nó đã được kiểm định rồi ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình có thể bấm vào số điện thoại hiện trên màn hình á để gặp trực tiếp bên Tân Bì để biết thêm thông tin chi tiết về con xe ha, và để xuống cọc chốt con xe cả nhà mình ha, có thể giao ngay chân bem được luôn cả nhà, tiệm nó đã kiểm định rồi. Cả nhà mình mua cái xe mà đã qua kiểm định thì cả nhà mình sẽ chắc ăn hơn cả nhà mình đây. Nếu mua xe cho nổi ngoài đời thì nó cũng khó nói lắm ha cả nhà mình ha. Vừa rồi cả nhà mình có thể thấy phần test tay lái trợ lực của anh Tân Bì ha, rất là nhẹ nhàng luôn cả nhà, đứng một chỗ ngoái qua ngoái lại rất là ok luôn. Sau đây mời cả nhà mình cùng xem cái phần test chạy của anh Tư Mì ha. Em nó hoạt động rất là ok cả nhà mình ơi. Và sau đây em xin báo giá em Isuki TL2008 tay lái trợ lực cho cả nhà mình cùng biết ha.
Nấm cơm tương mì sẽ để là em nói cho cả nhà mình với giá là 65 triệu cả nhà mình ha. Em xin nhắc lại ha. Nấm cơm tương mì sẽ để lại em ACK tên là 2008 với mức giá là 65 triệu đồng ha cả nhà mình ha. Và cả nhà mình có thể thấy phía bên tay phải màn hình đó là cái em Kubota L2601 ha cả nhà mình ha. Thì em nó sẽ được lên sóng vào ngày chủ nhật ha cả nhà mình ha. Thì sáng ngày mai là sẽ đi kiểm định em nó. Định ok thì có thể là vào tối chủ nhật vào 19 giờ ha, em sẽ lên sóng em nói cho cả nhà mình xem ha. Và bên trái màn hình cả nhà mình thấy có một em Ford có cái gập súc ha. Em nó là Ford 3000 ha cả nhà mình ha. Và em nó cũng sẽ được lên sóng vào ngày tiếp theo ha cả nhà mình ha. Và còn bây giờ xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.